bắt đầu. Hay lắm, đúng rồi, nhờ vậy mới hết giờ đó. Dạ có 2 phút thôi ạ. Giờ, giờ lấy gì vậy? Mỗi lượt lấy một món, hồi nãy mình ăn cái gì mình nhớ mình lấy. Rồi, này, này, rồi được. Xong mình đi về. Về, về. Đặt ở đó, xong rồi tiếp tục. Nãy mình ăn cái gì, sốt gì? Sốt, mè, mè. Hay quá, rồi. Về, về, về. Anh mua gì? Mua này. Rồi, lấy đi. Lấy đi. Dạ. Lấy đi, rồi, đi đường hẻm về. Lấy này đúng không? Cái đó là gì? Nước mắm á. Hay quá, đúng rồi. Rồi. Đi hẻm về. Dạ. Rồi, để kỹ đi về. Dạ. Đi về. Lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi. Dạ. Cái gì vậy? Có camera. Trời ơi. Có camera an ninh kìa. Về ha. Rồi. Đây nè, đây nè. Đi lẹ chứ nè. Đã đủ rồi đúng không ta? Ớt nữa chứ hả? Hết giờ. Giải Tuấn Fest chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Và ngày hôm nay, gian bếp Đấu Trường Ẩm Thực xin được chào đón diễn viên Lạc Hoàng Long và ca sĩ Quỳnh Như. Quỳnh Như xin gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả của Đấu Trường Ẩm Thực. Có phải đây là lần đầu tiên em đến với Đấu Trường Ẩm Thực không? Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay thì anh sẽ hỗ trợ em hết dạ, mình luôn. Dạ, dạ. Thì ở nhà em có nấu ăn không anh? Em chút chút. Chút chút hả? Dạ. Không sao, yên tâm đi. Bữa nay là em cần cái gì là anh hỗ trợ hết mình cái đó. Ngoài cái công việc ca hát ra thì chắc em ít thời gian vô bếp đúng không? Dạ. Cho nên là cái việc là người phụ nữ hiện đại mà ít vô bếp không sao hết. Dạ. Đào, em đang giao lưu với khách mời mà. Còn ở đây, còn ở đây. Tôi còn ở đây. Thì tôi còn ở đây. Lạc Hoàng Long xin gửi đến lời chào chúc sức khỏe và là chào trân trọng nhất. Đó, tranh thủ liền. Mình đi chơi chung mà, mình chơi chung cho chơi với. Nãy giờ anh Long đứng đó hả? Ừ. Trời. À, xin lỗi. Tại ơi. Vì em mới tới mà. Nhưng mà anh cũng còn ở đây. Anh thì em biết là anh ít nấu ăn lắm. Không biết luôn á chứ không phải là ít nữa. Vậy sao mà dám nhận cái chương trình này? Vui. Vui hả? Vui, để học hỏi thêm để biết đâu được về nhà mình biết nấu thì sao. Dạ, hy vọng anh cũng không biết nấu ăn. Từ ngày hôm nay em sẽ hỗ trợ hết mình. Ôi, quá tuyệt vời. Mà không phải có mình em không đâu. Chứ ai nữa? Còn có đầu bếp chuyên nghiệp tới đây nữa. Ồ vậy hả? Dạ. Và bây giờ xin được chào đón đầu bếp Nguyễn Hữu Tâm. Mình tên là Nguyễn Hữu Tâm. Mình hiện tại đang công tác làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo phát triển chay Sài Gòn. Là chuyên nấu món chay hả anh? Dạ. Món chay thì nhiều người cứ bị hiểu lầm là không có đủ dinh chất dưỡng. Yeah. Không đủ dinh dưỡng. Nhưng mà thật ra là chất nó có từ rau củ nè. Yeah. Chất xơ nè, rau củ là chất xơ nè, rồi nấm có rất là nhiều chất đạm. Món hôm nay mình sẽ là nấm hầu thủ. Nấm hầu thủ á là xuất xứ từ Nhật Bản. Nhật Bản luôn ha. Nhật Bản, và hiện nay có rất nhiều là nhiều đất nước người ta sử dụng đến cái nấm này. Dạ. Đấy. Thôi nghe cái tên nghe là tò mò rồi, nghe là muốn ăn thử rồi. Nghe bây giờ xin mời lên món ạ. Đây, xin phép nha. Ủa còn cái ly này là để làm gì anh? Ly này là ly sốt me. Mời mọi người. Nấm hầu thủ này là chứa rất là nhiều chất sắt và canxi. Cho nên nó là mình ăn vào nó chống loãng xương. Ăn một mình nấm thì nó ngán. Cho nên là em có mít thêm là dưa leo và khoai môn. Khoai môn là chất tinh bột. Rồi cách làm cái món này như thế nào anh? Thì nấm hầu thủ mình phải rửa qua nước muối, vắt cho nó khô cái nước. Sau đó mình đưa lên chảo, mình áp chảo. Dưa leo thì mình về mình rửa với nước muối, cắt khoanh. Khoai môn thì mình cắt cục cà rô. Rồi cái nước sốt này là mình làm như thế nào? Sử dụng nước nóng rồi mình ngâm. Sau đó mình lược đi cái hạt. Mình lấy nước cốt thì mình nấu chung với nước mắm chay này. Đường vàng, muối hột, tương cà với tương ớt. Bằm chút xíu ớt hiểm vào. Đậu phộng, xay nhuyễn. Rồi, nhiều đó thôi. Trước khi đến thử thách chính sẽ có một cái thử thách phụ. Đó là làm sao chúng ta hãy cố gắng chiến thắng nha em. Nếu mà chiến thắng thì sẽ được anh Tâm đây chuẩn bị hết nguyên vật liệu. Mình vô là mình đứng mình nấu thôi. Ví dụ mình thua sao? Ví dụ mình thua đó thì là mình có một cái thử thách nữa là đi chợ. Mình phải ghi nhớ, nãy giờ anh nói gì là ghi nhớ trong đầu. Đó là mình phải lấy từng nguyên liệu về rồi mình nấu sao y chang vậy thôi. Đúng rồi, hợp đúng lý rồi. Chưa? Hợp lý, hợp lý. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với mini game dành cho hai khách mời.
Và mini game này rất là đơn giản. Trên đầu của chúng ta, anh tỉnh ngủ lên anh. Dạ, tỉnh táo lên. Dạ. Chụp lên cái cảm thấy buồn ngủ liền. Nhiệm vụ mình rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có 5 lượt hớt tóc. Đó là đang đội những cái máy tóc giả nè. Chúng ta sẽ bước lên cái máy rung này. Lúc này đang rung nè. Xong 2-3 hớt. Ai hớt được mái tóc đi càng xa thì người đó chiến thắng. Dạ mệnh Long. Dạ. Đồng nghiệp mà hỗ trợ đi. Hỗ trợ. Dạ. Đứng vậy thôi đâu có gì đâu, bình thường mà đúng không? Mời băng rung. Lượt hớt đầu tiên đến từ Lạc Hoàng Long, xin mời. Hớt đi ạ. Lấy chớn mới được. Dạ. Anh ơi. Hả? Từ từ. Mình hớt cái đầu chứ không hớt cái người nha anh. Wow. Lượt đầu tiên của Quỳnh Như. Trời ơi, em rung như cày sấy vậy. Wow, ghi nhận. Trời ơi, trời ơi. Sao anh? Thì đừng hư cái máy nha anh. Cứ cặn miếng trời vậy. Rồi. Hay quá. Wow. Lượt thứ hai của Quỳnh Như. Trời ơi. Wow. Bằng luôn hả, hay vậy. Trời, tới tôi cái nó mạnh hơn vậy trời. Chân yếu anh ơi. 1, 2, 3. Lạnh nhiệt anh hơn. Anh đi đâu? Là em phải đâu? Sao thấy sao anh hoài vậy? Mình có xương khớp anh ơi. Dạ. Càng ngày càng nhanh đi trời. Hớt đi em. Trời. Thế anh để ý nha, anh Long đi đâu là em hất vô đó. Em không ưa ảnh phải không? Lượt hất cuối cùng dành cho Lạc Hoàng Long. Từ từ đi hất nè. Thôi. Em rất tập hơn. Vậy là giờ em hướng này là em thắng hả? Không, hay em là hất cái này chứ sao hất cái này á. Hiện tại là hai người đang hòa nhau đó. Đáng lên cái cuối nè. Về đây nè. Rồi. Xong rồi. À, xong ai biết đâu. Và như vậy là trải qua 5 lượt hất tóc. Dạ, yeah, đến từ hai nghệ sĩ của chúng tôi. Thì chúng ta sẽ có kết quả như sau. Quỳnh Như chiến thắng. Và người phải tiếp tục đi chợ đó chính là Lạc Hoàng Long. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với thử thách chính của Đấu Trường Ẩm Thực. Bắt đầu. Hay lắm, đúng rồi, nhờ vậy mới hết giờ đó. Dạ có 2 phút thôi ạ. Giờ lấy gì vậy? Mỗi lượt lấy một món, hồi nãy mình ăn cái gì mình nhớ mình lấy. Rồi, này. Rồi xong mình đi về. Đặt ở đó xong rồi tiếp tục. Nãy mình ăn cái gì? Sốt gì? Sốt mè mè. Hay quá rồi. Về. Anh muốn mua gì? Mua này. Rồi, lấy đi. Lấy đi. Dạ. Đây đi, ha, đi đường hẻm về. Lấy này đúng không? Cái đó là gì? Nước mắm á. Hay quá, đúng rồi. Đi hẻm về. Dạ. Rồi, lấy kỹ đi về. Dạ. Đi về. Lấy rồi. Dạ. Cái gì vậy? Có camera. Trời ơi. Có camera an ninh kìa. Về ha. Rồi. Đây nè. Đi lẹ chứ nè. Đã đủ rồi đúng không ta? Ớt nữa chứ hả? Hết giờ! Wow, nhìn lên đây thì cũng không khác mấy ha. Nói xem xem thấy không? Dạ, mời anh Tâm, chúng ta sẽ kiểm tra các nguyên liệu cần thiết cho món ăn này nha. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại những nguyên liệu của món nấm hầu thủ sốt me cay. Dạ. Đầu tiên là nguyên liệu chính là nấm hầu thủ. Hơn á. Có. Dưa chuột. Có. Khoai môn. Có. Có môn. Rồi tiếp theo là me. Sốt me thì phải có me. Đúng rồi. Đó. Đường phèn. Đường phèn, có. Ừ, có đường phèn. Rồi muối hột. Muối hột, có luôn. Nước mắm chay. Nước mắm chay, có. À, đậu phộng. Có luôn. Muối tiêu. Muối tiêu, không. Lấy không kịp. Không sao. Mình okay. Có muối này, lát mình lấy tiêu của bếp có sẵn. Mình dầm ra. Mình dầm ra. Ớt hiểm. Ớt hiểm, không. Nãy căng à. Anh có ớt mà. Anh có ớt. Ớt gì? Ớt trong tương ớt của chương trình có sẵn đó. Đúng rồi. Mình gia giảm, mình biến tấu được. Đúng rồi, chính xác. Ớt sừng. Ớt sừng. Sừng. Không có. Cuối cùng nữa là gừng. Gừng đập vào me cho nó thơm. Gừng cay muối mặn. Xin đừng quên luôn rồi. Em thấy anh thiếu hơi nhiều á. Đúng rồi, bị gấp quá, siêu thị đóng cửa. Và bây giờ sẽ là 20 phút dành cho hai nghệ sĩ. Bắt đầu.
Trong thời gian 20 phút, hai nghệ sĩ phải tự thực hiện món ăn. Nếu gặp khó khăn, nghệ sĩ được một lần đặt thìa vàng để được sự hỗ trợ của đầu bếp trong 30 giây. Anh ơi, em xài 30 giây một lần. Cuộc tranh tài của đấu trường ẩm thực bắt đầu. Rồi, đi rửa đi kìa. Đi rửa luôn. Nhớ không, hồi nãy đó, rửa muối rồi dắt gì đó nhớ không? Rồi bây giờ hồi nãy anh nói là cái gì đó làm nước để mà ngâm cái này. Ngâm cái này là nước sôi 3 phút là có liền ngay á. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Em lấy nước sôi giùm anh đi nhanh lên. Ủa nước. Quảng xá đông đúc quá anh phụ một tay đi nhanh. Nước phải nấu chứ đâu. Biết rồi, nhanh lên phụ một tay. Rồi. Chết rồi, không ai hỗ trợ bé Như hết nè. Ê, Như. Ủa em thấy nãy giờ anh hỗ trợ bên kia không? Tại vì người ta đàn ông không biết nấu nữa. Anh nghĩ là em biết rồi. Em ơi, mình lên dạo me thôi, không cần nhiều gì đâu. Rồi sao? Rồi cái vỏ bỏ. Ý là gọn sao á? Đúng rồi, bao vậy nè. Bào ngang vậy đúng hả? Đúng rồi, bào ngang. Wow. Đúng rồi, hay quá. Trời đúng rồi, hay quá. Bé Long mình bỏ vô đây, đúng rồi. Giỏi quá. Rồi sao được cắt khoanh xuống hả? Cắt ô vuông. Rồi, em muốn cho vô đây. Cho vô đó, đây, cái giá đây. Lưu ý là các nghệ sĩ chúng ta có quyền sử dụng chiếc thìa vàng. Và khi chúng ta sử dụng chiếc thìa vàng thì chúng ta sẽ có 10 giây để nhờ đầu bếp chuyên nghiệp vô đây hỗ trợ. Dùng á. Dùng liền luôn á. Dùng liền vô bên là uổng không? Uổng quá. Giờ xác định là mình muốn giúp cái gì chưa? Chưa biết luôn á. Chưa biết thì vô nó mất thời gian. Ờ, thôi để đứng ngoài đi, thôi đứng ngoài chơi đi. Anh nghĩ là em để cho nó ra nước đi. Rồi cho lúc đó mình là áp chảo đúng không anh? Chị Như có vẻ đầy đủ nguyên liệu cho nên chỉ làm cái kiểu như là câu thời gian để cho bằng với anh Long á. Cho nên là chị đứng chị dầm hoài. Bỏ cái hộp, bỏ lọ luôn gì đúng không? Bỏ cái hộp, còn lấy cái nước thôi. Anh phải nói kỹ, anh không biết anh đổ cái nước đi rồi. Thì thua thôi, chứ thôi giờ. Nãy này bỏ đây đúng không? Này bỏ đúng không? Anh ơi, lại vô cái chén của em nữa anh. Dạ. Em rửa em cực lắm anh. Rồi đưa em đi, đưa em đi. Dạ. Có được quá ha, nên làm được quá. Đây đường phèn. Xong rồi rảnh mình bắt cái nồi luộc khoai môn. Cái đường này nó có ngọt quá không? Đường phèn thì nó thanh, nó chịu hơn đường cát trắng. Nó hơi ít nước rồi đây em ơi. Hơi ít nước. Từ từ anh đổ cái tí nước me đi. Đổ không hết rồi anh. Đúng rồi. Rồi. Đó. Em. Dạ. Có máy xay này muốn dùng không? Xay này. Xay cho nó mịn ra luôn. Dạ. Em thích số mấy? Số 3. Ôi trời ơi. Giờ em muốn mấy trái để anh xay dùng cho. Một trái thôi. Trái ớt này đúng không? Thế ớt nào? Cái đó dành cho anh Long. À. Còn cái đó này phải không? Dạ. Trái thôi. Tôi thực hiện theo đúng yêu cầu của người chơi chứ tôi không có làm thêm làm bớt. Có thua đừng có đổ thừa nha. Cho em miếng sốt cà đi, anh lấy sốt cà của em. Anh có lấy đâu. Nó nằm trời đây quá rồi. Trời ơi. Quá trời không? Nêm gì chứ tự làm đi. Mình có 10 giây mình nhờ anh mình. 10 giây. Rồi, muốn lấy gì chuẩn bị sẵn trong đầu nha. 3, 2, 1. 10 giây dành cho anh Lạc Hoàng Long. Bắt đầu. Đừng lấy đi. Cảm giác lấy được thì lấy. Anh đầu bếp mà. Nhanh cái tay lên nè. Rồi. Hết giờ. Làm chưa? 10 giây anh. 4 giây à. 10 giây lấy anh. Lấy làm gì tới 10 giây dữ vậy? Anh ơi. Okay. Em thấy là nước sốt là ổn rồi đó anh. Gì? Nước sốt là ổn rồi đó. Ổn rồi, làm cái khác đi. Làm khoai môn chín chưa? Chưa. Còn lâu quá. Bên kia người ta nói mình ta ổn rồi kìa, mình ổn không anh? Không. Cái đang còn nhiều thứ quá. Dạ. Đây. Rồi ướp nãy anh dặn ướp cái gì vô đây, nhớ không? Muối hộp nè. Muối tiêu. Muối tiêu mà. Giờ mình không có muối tiêu thì mình làm muối tiêu đi. Chị ta nếm thử coi vừa chưa là. Dạ nếm rồi, nếm okay. Ủa coi cái đậu phộng em bỏ vô chưa? Bỏ rồi đúng không? Dạ rồi. Anh ơi, muối tiêu chứ. Mặn á. Sao đâu? Mặn á. Xíu à, coi vậy chứ xíu à. Ờ tôi làm luôn cho. Ừ. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi, cực phát quá. Nhanh lên Phát ơi, nhanh lên, để chạy tiến độ. Ơ, gian hạn hẹp. Không bao lâu cái đầu thua đó Phát ơi, Quỳnh Như thế nào rồi? Ồ, ổn định, Quỳnh Như nào rất ok. Anh Phát ơi, em được nhờ đầu bếp không anh Phát? Được, em có 10 giây. Ừ, có 10 giây, nhanh. Em nhờ anh Phát đi. Ok, làm gì chị? Dạ, cái này làm sao? Nấm mình chưa chiên mà mình ra món. Cái này chắc chín chưa? Cái nó cứng quá, vẫn còn cứng quá. Chị? Cái này là xong rồi nè. Đúng rồi, áp chảo xong là mình rưới lên là xong. Trời dễ thì có dễ chơi gì, chơi gì đâu luôn. Hết giờ. Dạ, mời anh đi ra ngoài. Em thấy là ổn rồi đó. Chưa, nó cho nó vàng. Nó vàng hai mặt. Bên đây người ta nhẹ nhàng. À. Em xong chưa? Dạ, sắp xong rồi. Này xong đúng không? Dạ. 10 giây cuối cùng. Hồi đây cũng đẹp đó bộ. Dạ. Đây nhìn cũng đẹp á. Cũng
gia đình thì nó bậy bạ rồi. Hết giờ. Đẹp á. Và như vậy là 20 phút đã trôi qua. Và đây là thành phẩm của hai nghệ sĩ. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức nha. Đối mặt đi, đối mặt đi. Thành quả của mình. Thiệt á, hồi nãy là em hỗ trợ anh hết mình luôn. Giờ chán chẳng buồn nói luôn. Bây giờ mình muốn thử gì trước đây anh? Món nào đây? Em muốn thử món đó trước đây. Muốn thử món này trước hả? Dạ. Nhìn chắc nó chưa? Hơi lo. Dạ mời cả nhà ăn cơm. Cái nước sốt thì em thấy cũng ok đó, nhưng mà nó quá nhiều đi. Nó nhiều đâm ra là nó bị gắt. Xin phép mời cả nhà nha. Cái vị trí thì mọi người cũng thấy là chị Như nó rành mạch rõ ràng hơn. Bác nghĩ là anh Tâm cũng đã có kết quả cho riêng mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với giây phút công bố kết quả. Rồi, nhờ anh Tâm, chúng ta sẽ cho một vài cảm nhận về hai món ăn và sau đó anh sẽ đưa ra quyết định ai là người xứng đáng hơn, may mắn hơn có được chiếc cúp này ngày hôm nay. Thì về phần anh Long á, khẩu vị vừa ăn á, thì cái món của chị Như thì em thấy là nó nhẹ nhàng dễ ăn. Còn cái kia này nó hơi bị nhiều sốt. Nhưng sốt anh cũng ngon. Sốt là nó ngon đúng không? Em công nhận đúng không? Sốt anh ngon. Nhưng mà cái nào nhiều quá nó cũng không có hay lắm anh à. Mình phải vừa đủ thôi. Nhưng mà ý là cái vị sốt ngon đúng không? Khẳng định lần nữa với đài coi. Ngon nhưng mà lạm dụng nhiều quá đâm ra là nó ngon là được rồi, cái đó thôi. Em xin gửi cho chị Như ha. Tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn anh. Giờ em biết thêm món nữa đó. Quá hay đúng không? Dạ. Xin được cảm ơn anh Tâm cũng như là hai nghệ sĩ khách mời đã dành thời gian để đến thăm cái gian bếp của Đấu Trường Ẩm Thực và dành tặng cho quý vị khán giả những giây phút giải trí tuyệt vời. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cho gian bếp của Đấu Trường Ẩm Thực. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.